Xin chào các bạn đã đến với kênh Vlog Ô Tô. Hôm nay thì mình ra hãng thì bất ngờ phát hiện ra cái lô xe SH Note mới vừa được nhập về. Honda đã cắt giảm một cái số tính năng trên hệ thống khóa thông minh. Hiện tại khóa trên tay mình cầm chỉ còn là 2 nút bấm thay vì 3 nút bấm như trước. Và các bạn hãy xem hết cái video này để xem có những cái gì thay đổi không nha. Chức năng trên cái hệ thống khóa thông minh Smart Key này nó sẽ giống với chức năng trên phiên bản Honda Lead và Honda Airblade nha. Có hai tính năng chống trộm và tính năng xác định vị trí xe sẽ cùng ở trên một nút bấm luôn nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta thử kích hoạt tính năng báo động chống trộm nha. Các bạn ấn một nút lên trên này. Đó, xe nó sẽ kêu píp píp một cái này. Và khi các bạn rung lắc vào xe, đó, thì ngay lập tức hệ thống khóa thông minh nó sẽ phát ra tín hiệu píp 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 để cho các bạn biết rằng là đang có người tác động vào xe các bạn. Và nếu như muốn tắt thì các bạn ấn lại một lần nữa. Rồi, hệ thống khóa thông minh nó sẽ tự động tắt. Nhưng khi chúng ta sờ vào một lần nữa này thì nó lại kêu nha các bạn. Vậy thì làm sao để có thể là tắt được 100% cái này thì các bạn hãy khởi động lại hệ thống khóa và ấn vào núm khóa nha các bạn. Ấn là rồi, ngay lập tức thì hệ thống khóa thông minh Smart Key này tiếng động chống trộm nó sẽ tắt 100%. Đó, rung lắc thoải mái luôn nha mọi người. Và nếu muốn kích hoạt cái chế độ là xác định vị trí xe để tìm xe trong bến bãi thì các bạn phải ấn 2 lần nha các bạn. Ấn một lần rồi lại ấn lần thứ hai thì bắt đầu cái tiếng kêu nó sẽ kêu lên nha mọi người. Đó, có thể thấy là ở phiên bản đời năm nay thì Honda đã tối giản các chi tiết rồi, không phải là 3 tính năng 3 nút bấm như trước mà chỉ còn là 2 nút và 3 tính năng. Thì sẽ có những cái bất tiện là các bạn bắt buộc là muốn tìm xe các bạn phải kích hoạt cái chức năng báo động chống trộm đã nha. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái mã khóa của chiếc xe này để khởi động xe lên nha. Rất nhiều bạn chưa biết đến cái tính năng của phiên bản SH Mode đời mới này đâu nha. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người. Thì mọi người thấy ở trên tay tôi đang là một cái chùm chìa khóa. Và trên cái chìa khóa này sẽ có những cái mã phôi, có cái mã vạch như này. Đó, và các bạn sẽ sử dụng những cái mã vạch, những cái con số ở trên mã vạch này này để các bạn nhập vào xe khởi động tạm thời trong trường hợp mất chìa khóa xe hay chìa khóa xe hết pin nha mọi người. Sẽ giúp ích, sẽ rất là hữu ích. Mọi người lưu cái tip này nha. Và bây giờ thì tôi sẽ nhập từng cái mã số ở trên này nha. Nó có khoảng 12 số đấy. Thì các bạn muốn mở này, các bạn giữ chặt cho mình vào cái núm khóa nha. Bây giờ mình sẽ giữ chặt này. Giữ chặt khoảng 5 giây này. Chờ khi nào cái biểu tượng chìa khóa mắt cây nó sáng như này thì các bạn nháy một lần nữa. Rồi, nó sẽ píp một cái để xác nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn, nếu như là số 0 các bạn để qua để cho nó nháy nha. Píp rồi. Tiếp tục là số mấy nhỉ? Đấy, tiếp tục là số 3 nha mọi người. Các bạn cũng chờ nó píp một cái như thế. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp theo là số 0 đúng không? Chúng ta sẽ cho nó tự nhảy nha. Chờ nó píp, nó nhấp nháy này. Rồi, bây giờ chúng tiếp tục là số 9. Sẽ nhấn vào cái núm khóa 9 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha. Rồi, chờ píp tiếp này. Nháy, píp này, nháy, píp. Đó, tiếp tục là số 5 này. Nháy 5 lần này. Rồi, đợi nó píp này. Rồi, tiếp đến là số 4 nha. Mình sẽ nháy 4 lần. 1, 2, 3, 4 rồi. Chờ nó píp, nó nháy tiếp này. Rồi, là số 1 này. Số 1 nháy một lần này. Rồi, chờ píp nháy tiếp này. Tiếp đến lại là số 0 đúng không? Các bạn lại chờ cho nó píp, nó nháy qua một lần. Rồi, và cuối cùng là số 5. Mình sẽ nhập này. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Phép màu của chúng ta chuẩn bị đến. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy chúng ta đã có thể là xoay vặn chìa khóa nha mọi người. Xoay đi tắt lại thoải mái luôn. Các bạn có thể di chuyển để đi tìm chìa khóa hoặc là về nhà để lấy thêm chìa khóa phụ. Đi thoải mái nha các bạn. Đây, đèn sáng nha. Đèn LED cực kỳ là tốt. Đèn tự động sáng này. Và ngoài ra thì cái giải đèn định vị thì như là một chuỗi hạt pha lê của các chị em phụ nữ, cực kỳ là đẹp nha mọi người. Đấy các bạn này, sẽ giúp ích cho các bạn vào những lúc cần thiết nhất. Được chưa? Và nếu như các bạn đã tìm thấy chiếc xe, các bạn đã tìm thấy cái chìa khóa thông minh của mình rồi thì các bạn có thể là kích hoạt hoặc là các bạn tắt nó đi nha. Tắt thì các bạn sẽ là xoay giả về tắt máy đi và các bạn giữ cho mình khoảng 5 giây. Giữ 5 giây nha. Thì nó sẽ hủy cái chế độ này đi. Đó, như vậy là mình đã vừa hủy nha. Bây giờ có xoay lại đi cho lại thoải mái. Và nếu như muốn mở lại các bạn làm lại cách vừa nãy nha. Tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là khi các bạn mua chìa khóa thông minh ấy, thì sẽ có một cái móc chìa khóa như này, cái lẫy nha. Cái lẫy này là sử dụng mở khóa yên trong những trường hợp mà các bạn bị hóc mất chìa khóa xe hoặc là hết pin nha. Các bạn cậy ở cái núm ở bên tay phải này. Tất cả các dòng xe tay ga đều có chức năng là mở khóa yên khẩn cấp như này nha. Rồi, cậy không khó khăn lắm đâu mọi người ạ. Chúng ta các bạn này nhìn ở phía bên trong hốc nha, nó sẽ có một cái lỗ làm sao cho nó vừa với cả cái hộc khóa này của mình nha. Đấy, mình sẽ ướm vào.
Để tôi xem là tôi ướm ở trên hay ở phía dưới cái nào khớp hơn nha các bạn. Cũng vừa nhận xe có biết gì đâu. Rồi hình như là phải ở trên thì không vừa rồi anh ạ. Ướm xuống dưới. Được rồi, tôi ướm xuống dưới nha. Đấy, ướm làm sao nó vừa khớp. Và các bạn xoay này, xoay khắc một cái này, xoay đi, xoay xuống cái và các bạn giả lại này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cốp của chúng ta sẽ ngay lập tức được mở lên. Đó, rất là pro đúng mọi người. Và các bạn thấy cái video này của mình hay thì hãy lưu nó lại để làm cái tip cho các bạn sau này. Và cái phương pháp này mở xe của SH1 nó sẽ áp dụng cho cả Honda Lead, Honda Vision và Honda Airblade nha.